nghị sĩ Mỹ kể về chuyến bay dài nhất đến Việt Nam của Obama. Hạ nghị sĩ Beto Oroke ấn tượng với sự chào đón nồng nhiệt mà người dân thành phố Hồ Chí Minh dành cho đoàn của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ông Oroke là một trong những người tháp tùng Tổng thống Mỹ Obama trong chuyến thăm Việt Nam lần này. Trên trang Facebook cá nhân, ông cập nhật tương đối chi tiết về lịch trình làm việc ở Việt Nam cũng như những trải nghiệm thú vị mà ông có được. Ông Oroke viết, Chúng tôi khởi hành từ căn cứ không quân Andrew vào 13 giờ 30 ngày thứ Bảy. Bây giờ là 8 giờ 33 ngày thứ Hai ở Hà Nội, Việt Nam. Tôi đang ăn sáng tại nhà hàng của khách sạn với món trứng và mì. Cà phê ở đây khá ngon. Theo ông, được bay trên chuyên cơ Air Force One là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Nhưng hành trình này thật sự rất dài. Cả đoàn phải mất 8 tiếng để tới căn cứ không quân Emmendot ở Alaska. 8 tiếng để đến Nhật Bản và thêm 6 tiếng nữa để tới Việt Nam. Ông Oroke chia sẻ, ông Obama đã tiến đến phía cuối máy bay và nói với tôi cùng các đồng nghiệp, hạ nghị sĩ Joaquin Castro và thượng nghị sĩ Tom Capper, rằng đây là chuyến đi dài nhất mà ông từng trải qua từ khi làm tổng thống. Oroke cho hay, đoàn cùng Tổng thống Mỹ đến Việt Nam khá đông, bao gồm các trợ lý và cố vấn, điển hình như Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice hay Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Rhodes. Ngoài ra còn có đội ngũ báo chí, các chuyên gia phụ trách về thương mại, an ninh, đầu bếp, bác sĩ, tiếp viên. Ông viết, chúng tôi ngồi tại một khu vực rất đẹp với hai bàn, bốn người một bàn. Bạn có thể gọi điện ngay từ chỗ ngồi của mình. Hạ nghị sĩ Oroke nhớ lại, ông còn gặp cả đầu bếp, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Anthony Bourdain tại quán bar trong khách sạn nơi đoàn lưu trú ở Hà Nội. Ông Bourdain chính là người ngồi thưởng thức món bún chả cùng Tổng thống Obama tối 23 tháng 5 tại một quán ăn trên phố Lê Văn Hưu. Hạ nghị sĩ Oroke kể, tôi nói với ông ấy rằng Tôi rất thích cuốn sách Kitchen Confidential của ông ấy và vừa thấy ông ấy xuất hiện trong bộ phim The Big Boss mà tôi mới xem lúc ngồi trên máy bay. Bên cạnh việc liệt kê những hoạt động ông tham gia, hạ nghị sĩ đôi lúc còn chia sẻ ấn tượng hay cảm nhận của ông về cuộc sống ở Việt Nam. Ông Oroke viết, một điểm nổi bật của giao thông đường bộ tại Việt Nam mà tôi để ý là trên đường có rất nhiều xe máy, cả xe số lẫn xe ga. Dường như chẳng có luật lệ giao thông gì cả, mọi người cứ thế tạt qua các làn xe khác nhau. Họ đi khi đèn xanh và họ vẫn đi khi đèn chuyển đỏ. Tôi nhìn thấy nhiều vụ suýt đâm nhau trực diện. Đề cập đến công việc, ông Oroke cho biết, Việt Nam và Mỹ đã có những trao đổi thẳng thắn về một số lĩnh vực song phương như thương mại, lao động, nhân quyền, môi trường, an ninh hay vấn đề tìm kiếm người Mỹ mất tích và tử trận trong chiến tranh. Ông Oroke cũng có mặt trong buổi họp báo chung giữa Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang với Tổng thống Mỹ Obama hôm 23 tháng 5 và tham dự quốc yến triều đãi diễn ra ngay sau đó. Ông Oroke cho hay, rất rất nhiều món ăn dọn ra, chúng tôi còn được nghe cả nhạc công và vũ công biểu diễn nữa. Ông bày tỏ rằng thật khó tin khi mà hai quốc gia từng trải qua một cuộc chiến tranh khắc nghiệt và lâu dài, hiện có thể xích lại gần nhau đến thế thông qua các thỏa thuận thương mại tự do hay trao đổi hàng chục nghìn sinh viên mỗi năm. Ông viết, chúng ta giờ đây còn bán cho họ cả vũ khí. Hạ nghị sĩ kể chuyện ông đi dạo quanh phố cổ, ăn một bát phở ngon và hòa mình vào cuộc sống sôi động náo nhiệt của Hà Nội, thành phố vừa kỷ niệm 1.000 năm lịch sử. Ngày 24 tháng 5, ông Oroke dậy sớm và chạy bộ quanh một hồ nhỏ gần khách sạn nơi ông ở. Ông bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng, cả thành phố dường như đều dậy sớm và đổ ra đường để tập thể dục vào lúc 6 giờ 30 phút sáng. Ông viết, người chạy, người đi bộ, người đi xe đạp, người lại đánh cầu lông, có người thì tập dưỡng sinh, lắc vòng hay khiêu vũ. Họ cười nói và tận hưởng không khí ngoài trời. Hạ nghị sĩ Oroke sau đó tới nhà tù Hòa lò, nơi các cựu binh Mỹ bị giam giữ khi xưa, rồi tới trung tâm hội nghị quốc gia để nghe bài diễn văn của Tổng thống Mỹ Obama trước người dân Việt Nam. Ông Oroke chia sẻ, cả khán phòng chật kín, hơn 2.000 người và bài phát biểu được đưa trực tiếp lên sóng truyền hình quốc gia. Tổng thống đã thể hiện sự tôn trọng sâu sắc mà ông dành cho người dân Việt Nam khi nhắc tới những nhân vật lịch sử và nổi tiếng qua 1.000 năm. Tổng thống nói về mối quan hệ gần gũi giữa hai nước thời quá khứ, trong đó có giai đoạn Thế chiến II khi người Việt Nam cứu các phi công lái máy bay chiến đấu Mỹ bị bắn rơi. Tới thành phố Hồ Chí Minh, hạ nghị sĩ có lẽ cảm thấy ấn tượng hơn cả trước sự chào đón nồng nhiệt mà ông cũng như đoàn làm việc của Tổng thống Mỹ nhận được. Ông chia sẻ, từ giây phút đoàn xe của chúng tôi rời sân bay cho đến khi tới khách sạn rất nhiều người việt nam đã đứng kín hai bên đường trên các vỉa hè để vẫy tay chào đón tươi cười và bày tỏ niềm hân hoan ngay cả với những hạ nghị sĩ từ texas ngồi trên chiếc xe van đi sau xe limo của tổng thống tình cảm mà họ dành cho nước mỹ cho tổng thống obama và người dân mỹ thật quá lớn đội ngũ của tổng thống nói với tôi rằng đó là những đám đông lớn nhất mà họ từng nhìn thấy Vì sao Obama được yêu mến nồng nhiệt hơn vào cuối nhiệm kỳ? Ngày 23 tháng 5, NBC News Wall Street Journal công bố kết quả thăm dò cho biết, 51% số người tình nguyện tham gia khảo sát cho biết họ ủng hộ những việc mà ông Obama đang làm trên cương vị là tổng thống Mỹ, trong khi 46% không tán thành. Đây là mức ủng hộ cao nhất mà ông chủ nhà trắng giành được kể từ khi ông bước vào nhiệm kỳ thứ hai, bất chấp thực tế ông sắp rời nhà trắng. Trước đó tỷ lệ ủng hộ tổng thống Obama từng rơi xuống mức thấp 40% vào thời điểm trước bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ 2014. Tuy nhiên sau đó tỷ lệ ủng hộ ông tăng trở lại và đặc biệt tăng đáng kể hơn kể từ cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống Mỹ 2016 bắt đầu được khởi động từ đầu năm nay. Theo kết quả thăm dò, 88% số người bỏ phiếu ủng hộ ông Obama là thành viên Đảng Dân chủ, trong khi 8% là thành viên Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, 54% người tham gia khảo sát khẳng định họ bỏ phiếu cho ông Obama dựa trên đánh giá khách quan. So với người tiền nhiệm của ông Obama, vào cùng thời điểm sắp phải rời Nhà Trắng năm 2008, cựu tổng thống Bush chỉ giành được sự ủng hộ ở mức 30%. Trong cuộc thăm dò của NBC, Wall Street Journal, 39% số người trả lời rằng họ sẽ bầu cho Tổng thống Obama nếu hiến pháp cho phép ông ra tranh cử một nhiệm kỳ thứ ba. Trong khi đó, vào năm 2010, khi cựu Tổng thống Bill Clinton đang ở những tháng cuối trong nhiệm kỳ thứ hai, chỉ 34% số người được hỏi câu hỏi tương tự trả lời như vậy. Tất cả những điều này chứng tỏ phần lớn người Mỹ thực sự yêu mến vị Tổng thống thứ 44 của họ. Bình luận về kết quả thăm dò, biên tập viên cao cấp harry cheddar của tạp chí vice nhấn mạnh dường như người dân mỹ dành tình cảm đặc biệt cho tổng thống obama vì đến lúc ông sắp phải ra đi người ta chợt nhận ra rằng dù còn thiếu sót nhưng ông cũng có những giá trị mà ứng viên tổng thống hiện tại không có được và người kế nhiệm ông thậm chí có thể còn tệ hơn nhiều theo ông Harry Chido, mức độ ủng hộ dành cho ông Obama tăng vào đúng thời điểm. Việc được công chúng yêu mến rộng rãi quả thực là một điều mơ ước hiếm hoi đối với các chính khách Mỹ. Đặc biệt, hai ứng cử viên tổng thống tiềm năng nhất của Đảng Dân Chủ và của Đảng Cộng Hòa hiện nay là Hillary Clinton và Donald Trump. Theo ông Harry, mặc dù hàng triệu người đã bỏ phiếu cho họ, song thực tế hai ứng viên này cũng bị ghét rộng rãi. Quốc hội Mỹ thậm chí còn bị ghét nhiều hơn khi chỉ 11% cử tri cho rằng cơ quan này đang làm tốt công việc của họ, theo một kết quả thăm dò gần đây của Ramusen. Theo đó, bất cứ ai trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ cũng sẽ phải đối mặt với một quốc hội chia rẽ và bế tắc. Trong môi trường chính trị như vậy, người dân Mỹ đã hướng về vị tổng thống đương nhiệm, mặc dù nhiều năm qua, ông Obama bị chỉ trích là một nhà kỹ trị quá thận trọng. Theo ông Harry, trong thế kỷ 21, nhiều khả năng người Mỹ sẽ xem kỷ nguyên Obama là một giai đoạn tuyệt vời. Các cuộc thăm dò của Gallup cho thấy, ông Obama đặc biệt được yêu mến trong giới trẻ, những nhóm thiểu số, sinh viên vừa tốt nghiệp và đặc biệt, ngay cả một phần ba số đảng viên Cộng hòa tự do hay ôn hòa cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với vị Tổng thống Đảng Dân Chủ.